quý vị đang nghe câu chuyện Chuyện con hổ báo ơn. Từ xưa đến nay, có rất nhiều câu chuyện cảm động về sự báo ơn của loài vật. Dưới đây là một câu chuyện có thật được lưu giữ tại Bảo tàng Cố Cung tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Vào thời nhà Đường, đầu những năm Kiến Trung, tại phía bắc huyện Bắc Hải, Thanh Châu, nay thuộc thành phố Duy Phường, Sơn Đông, Trung Quốc, có đài quan sát biển Tần Thủy Hoàng. Bên cạnh đài quan sát là hồ biệt Tẩn Bạc. Cách đó không xa, có túp lều cỏ của một ngư dân tên là Trương Ngư Chu. Một đêm nọ, Trương Ngư Chu đang chìm sâu trong giấc ngủ thì đột nhiên một con hổ lớn từ đâu bước vào. Vì ngủ quá say nên ông không hề hay biết sự xuất hiện của con hổ này. Con hổ thấy người ngủ say không có động tĩnh gì, cũng không đuổi đánh, nên nó nằm xuống, chẳng mấy chốc cũng lăn ra ngủ. Trời gần sáng, Trương Ngư Chu lờ mờ nghe thấy tiếng thở phì phò bên cạnh. Nhưng ông chỉ mơ hồ nghĩ rằng ai đó lỡ bước đi ngang qua nên vào ngủ nhờ. Vì vậy, ông không để ý nữa mà lại tiếp tục giấc nồng. Đến khi tỉnh dậy, Trương Ngư Chu mới giật nảy người, không dám tin vào mắt mình. Một con hổ to lớn đang nằm ngay bên cạnh. Trương Ngư Chu run sợ khiếp đảm, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Hai chân run lên bần bật, không dám động đậy. Lúc này, con hổ cũng mở mắt. Thấy người đã tỉnh dậy, nên nó lấy chân trước, cào cào về phía trước như đang vẫy gọi, lại đây, lại đây. Trương Ngư Chu tưởng con hổ muốn vồ lấy mình, nên sợ hãi lùi về sau một đoạn, rồi nhắm chặt mắt lại chờ đợi kết quả. Nhưng đợi mãi, sau một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Trương Ngư Chu khe khẽ mở mắt ra nhìn, thấy con hổ vẫn ngoan ngoãn nằm im ở đó, không hề có ý muốn ăn thịt mình. Ông thấy vậy mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Con hổ thấy người đã mở mắt ra nhìn nên nó lại tiếp tục đưa chân trước ra khều. Trương Ngư Chu nghĩ bụng, phải chăng con hổ đang gặp vấn đề gì đây? Ông bạo gan đứng dậy, tiến lại gần và kiểm tra cái chân con hổ đang duỗi ra xem. Hóa ra dưới chân nó bị một vật cứng đâm vào, tạo thành vết thương khá dài. Con người chỉ cần bị thương nhỏ đã không thể đi lại rồi, đằng này nó lại bị nghiêm trọng thế kia, chắc chắn là rất đau đớn. Trương Ngư Chu nhẹ nhàng giúp con hổ nhổ vật nhọn đó ra. Con hổ tỏ ra khoan khoái vô cùng, vui mừng chạy ra đám cỏ bên ngoài lều, rồi lại quay vào phủ phục trước cửa, cúi đầu cảm ơn ân nhân. Rồi nó lại tiến vào trong, áp sát thân người vào Trương Ngư Chu như bằng hữu thân thiết. Mãi một hồi lâu sau, con hổ mới quyết định rời đi. Vào một đêm nọ, trong lúc đang ngủ, Trương Ngư Chu nghe thấy tiếng động bên ngoài lều vọng lại. Ông thấy kỳ lạ nên đứng dậy bước chân ra xem. Chợt nhìn thấy một con lợn rừng đã chết nằm ngay trước lều. Cạnh đó là con hổ đang nằm chờ chực. Vừa thấy Trương Ngư Chu bước ra, nó lập tức tiến lại gần, cọ sát vào ông như hai người bạn thân thiết. Sau một lúc lâu, nó mới chịu rời đi. Từ đó về sau, hổ thường xuyên cắp thức ăn săn được mang đến cho Trương Ngư Chu, lúc thì lợn, lúc thì nai. Sự việc này cũng đến ngày gây chú ý tới dân làng gần đó. Họ xì xào bàn tán, cho rằng Trương Ngư Chu là yêu quái, nếu không làm sao một người bình thường có thể sai khiến được hổ. Bất luận Trương Ngư Chu có giải thích thế nào đi chăng nữa, mọi người cũng không tin. Sau đó còn kiện ông lên quan huyện nhờ quan xử lý. Quan huyện cũng cảm thấy việc này có đôi chút ly kỳ. Tại sao hổ không ăn thịt lại còn ngày ngày mang thức ăn cho người? Quan huyện lập tức thăng đường tra xét. Trương Ngư Chu bị lôi lên công đường, cúi đầu quỳ trước mặt quan huyện.
quan huyện đập mạnh chiếc kinh Đường Mộc xuống bàn, rồi yêu cầu phải khai rõ nguồn cơn. Trường Hổ Tử, hãy mau mau khai rõ sự tình. Nhà người có quan hệ như thế nào với con hổ kia? Tất cả phải kể chi tiết cho bổn quan nghe đây. Trương Ngư Chu vốn dĩ là người thật thà, trước nay không hề làm điều gì sai trái với lương tâm. Nhưng quỳ giữa công đường, thấy quan lính đứng kín hai bên, lại bị quan huyện đập bàn thị uy, nên không khỏi thất kinh. Vậy bèn lắp bắp đem đầu đuôi sự việc kể cho quan huyện nghe, không bỏ sót một chi tiết. Quan huyện nghe xong, bán tín bán nghi, vì để chứng thực lời Trương Ngư Chu nói, nên phái thuộc hạ cùng ông trở về lều xem có đúng là hổ sẽ mang thức ăn săn được cho Trương Ngư Chu không. Quả nhiên, đến giữa đêm hôm đó, con hổ xuất hiện đem theo một con nai rừng. Quân đến tận mắt chứng kiến, ai nấy đều kinh ngạc, trở về bẩm báo quan huyện. Từ đó, Trương Ngư Chu mới có thể chứng tỏ mình vô tội. Sau khi trở về lều cỏ, vì để cảm ơn tấm thâm tình của con hổ hậu đãi mình, Trương Ngư Chu mời hòa thượng về lập đàn tế trời cầu Phật bảo hộ bình an cho hổ. Đêm đó, con hổ lại tha về một con nai cho Trương Ngư Chu. Có một ngày, con hổ quay lại phá tan lều cỏ, rồi nhìn Trương Ngư Chu như muốn nói rằng hổ không muốn thấy ân nhân của mình phải tiếp tục cô đơn một mình nơi hoang vắng như vậy. Chân trời, góc bể, nơi đâu cũng có làng mạc thôn xóm, nơi đâu cũng có người sinh sống, ân nhân hãy lên đường, nhất định sẽ tìm được người hữu duyên để cùng an cư lập nghiệp. Trường Ngư Chu hiểu được thành ý của hổ nên thu dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác. Từ đó về sau cũng không ai còn trông thấy con hổ quay trở lại biệt Tẩn Bạc nữa. Sự tích con hổ. Ngày xưa có một gia đình rất đông con, quanh năm vất vả với nương rẫy, trồng lúa, tỉa ngô hàng năm cũng không đủ cơm ăn, đến nỗi ăn rau rừng không kịp mọc, ăn măng rừng đến nỗi không kịp nhú khỏi mặt đất, phát rẫy to 6-7 quả đồi cũng không đủ lúa ngô nuôi con ăn, đến nỗi không còn lúa giống. Một hôm, người cha lên rừng thăm bẫy, đến chỗ đặt bẫy, ông thấy cây cối ngã nghiêng, đất đá xới tung lên như một vũng nước trâu tắm. Ông quan sát kỹ nhưng chẳng thấy con thú nào cả. Ông nhìn ngược nhìn xuôi mới phát hiện là cần bẫy của mình bị gãy. Ông lần theo dấu vết con thú kéo cần bẫy đi, từ đồi này qua đồi nọ, từ suối này qua suối khác. Ông đã đi hết cả ngày rồi vẫn chưa tìm thấy. Bụng đã đói, ông mệt lả, phát cây giáo cũng không nổi, nhưng ông vẫn kiên quyết phải lần theo bằng được con thú này. Ông ta lần theo dấu vết, tới một nơi rừng sâu, tùm cây lá thì tự nhiên dấu vết không còn thấy nữa. Ông ta lùng sục khắp khu rừng đó, tới cạnh một trảng cỏ chỉ bằng một cái rẫy nhỏ thôi. Giữa trảng cỏ có một bụi lúa dại đang chín vàng ươm như lúa mình trồng ngoài rẫy. Đếm lên đếm xuống, đếm tới đếm lui chỉ có 7 bụi. Ông ta vội vàng lấy túi đeo của mình, tuốt hết 7 bụi lúa vừa đầy túi đeo. Ông vội vã đi về. Đeo túi lúa đi về, nửa mừng vì có thêm một túi lúa giống, nửa lo âu suy nghĩ trong đầu con thú dính bẫy của mình là con gì. Trên đường về, ông bóc một nắm lúa, cắn từng hạt bỏ vỏ nhai cho đỡ đói bụng. Ông ta vừa lững thững đi về, vừa nhai hạt lúa. Về tới nhà thì đêm đã khuya. Vợ con ông đã đi ngủ rồi, nhưng bếp lửa vẫn còn mờ mờ sáng. Trước khi đi ngủ, ông ta treo túi lúa ở cột nhà và sau đó ông đi nằm cạnh vợ. Trong đêm tối bếp lửa mập mờ, bỗng dưng vợ ông la hét và run sợ vì bà ta nhìn thấy thân hình ông biến dạng thành con vật lạ lùng. Ông ta giật mình đứng dậy, thổi bếp lửa cho sáng. Lửa sáng lên thì bà ta thấy ông vẫn là hình người. Cứ như thế qua một đêm, đến sáng hôm sau, người vợ hỏi người chồng.
Hôm qua ông đi thăm bảy về khuya, lúc ông nằm cạnh tôi, lửa bếp mờ mờ sáng, tôi thấy thân hình người ông kỳ lạ quá, nó rằn ri đốm trắng đốm đen, không biết giống cái gì, tôi sợ quá ông à. Ông chồng trả lời, sao bà nói năng kỳ lạ thế, mọi khi bà có như vậy đâu, hay là bà mơ, hay là bà có ốm đau gì không, bà có bị quỷ thần nhập vào không? Bà vợ chưa biết đầu đuôi câu chuyện nên bỏ qua chuyện kỳ lạ. Một hôm, trong lúc người chồng đi vắng, người vợ vô tình đụng cái nia vào túi lúa dại kia, làm đổ túi lúa. Bà ta lượm từng hạt bỏ vào trong túi, tưởng rằng ông ta đã xin lúa hàng xóm về làm giống. Theo thói quen, bà ta bóc vài hạt lên nhai. Đêm hôm đó, trong lúc đang ngủ, bếp lửa mờ mờ lúc sáng lúc mờ. Chồng lại nhìn vợ cũng giống như lời vợ nói với mình. Ông ta hốt hoảng và chợt nhớ hôm đó ông đi thăm bảy về, có nhai hạt lúa dại kia mới bị như thế. Ông trầm ngâm suy nghĩ và nói với vợ, thôi ta đi ngủ đi, đừng bận tâm làm gì. Nhưng người vợ vẫn chưa biết chuyện. Ngày hôm sau, người chồng rất lo âu vì tận mắt mình đã nhìn thấy vợ cũng bị như mình, nên mới nói với vợ sự thật về lúa dại từ trong rừng mang về. Và để xem thử như thế nào, có đúng thật là như thế không, ông chồng bàn với vợ. Này bà ơi, hay là ta cho con mỗi đứa một ít cho tụi nó ăn thử xem có thật như vậy không? Nếu thật vì lúa dại thì dù sao bà và tôi cũng đã ăn rồi, còn con cái thì chưa. Mà lỡ không cho tụi nó ăn thì chỉ có hai vợ chồng mình bị, thì tụi nó bơ vơ, không cha không mẹ, không có ai nuôi nấng tụi nó. Nếu cho tụi nó ăn như mình thì tụi nó cũng giống như mình thôi. Thế là hai vợ chồng đồng ý với nhau để sáng mai rủ chúng nó lên rẫy rồi cho từng đứa một ăn, và nói dối tụi nó là nhà mình đi tỉa lúa. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, người cha gọi từng đứa con của mình dậy sớm cùng lên rẫy. Nghe cha mẹ nói là đi tỉa lúa, tất cả các con đều nghe theo. Người thì cây chọc lỗ, người thì chuẩn bị cái rổ đựng lúa, hớn hở cả nhà kéo nhau lên rẫy. Đến rẫy, người cha nói với các con, hôm nay ta tỉa lúa, các con bỏ hạt lúa trong lỗ, đừng bỏ nhiều nhé, chỉ bỏ từ 1 đến 2 hạt thôi, vì lúa này giống tốt lắm, nếu ta bỏ nhiều quá thì không đủ tỉa hết rẫy mình đâu. Nếu thừa, ta sẽ mang về ăn. Nghe lời người cha, tất cả các con đều làm theo lời cha dặn. Đến trưa, cả nhà tỉa xong, số lúa vẫn còn thừa. Trong giờ nghỉ sau khi tỉa xong, người cha chia cho từng đứa, mỗi đứa một nắm nhỏ để ăn. Nghe theo lời cha dặn, các con răm rắp làm theo, cha mẹ cũng ăn, mọi người cùng ăn, thế là cả nhà đều ăn. Cả nhà ăn vào thấy ngon, ai cũng khen ngon và thơm. Về tới nhà, sau bữa cơm chiều, cả nhà họ vẫn thấy bình thường. Đến sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, cả nhà nhìn nhau, ai cũng hóa thành con vật kỳ lạ. Người cha thì hóa thành con hổ đực to nhất, còn mẹ thì hóa thành hổ cái, trai lớn thì hóa thành con cọp, con beo, còn nhỏ nhất thì hóa thành con báo. Vậy là cả nhà ăn lúa dại rừng đã biến thành loài thú. Họ rú ầm ĩ trong nhà, chạy náo loạn ngoài sân. Dân làng trong bản nhìn thấy lạ, ai cũng sợ hãi hoang mang, người cầm cây, người cầm xà gạt, người dương cung tên, người cầm chày giã gạo đuổi họ ra khỏi làng, tới tận rừng sâu. Và từ đó, cả nhà cọp, beo và báo này không còn là người nữa, họ đã thành thú vật hung dữ trong rừng sâu, cứ gầm rú trong rừng và từng ngày đuổi bắt những thú vật hiền lành, nhỏ thân để làm mồi cho chúng. Còn lúa dại kia đã tỉa rồi, nhưng chờ bao nhiêu ngày tháng vẫn không mọc trên đất mà họ đã tỉa. Câu chuyện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị lần sau. Bà là ai? Cuối năm 2006, văn cư sĩ ở phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang gọi điện kể, nửa tháng trước cô gặp một việc, đến giờ nhớ lại vẫn còn sợ vô cùng. Cô thuật lại câu chuyện như sau.
Tòa lầu nhà tôi trú ngụ rất gần đường lộ. Cách công ty sản xuất thực phẩm chay của tôi chỉ có 2 ngã tư. Chồng tôi là bác sĩ bệnh viện. Bệnh viện thì ở cách xa nhà tôi. Hơn 7 giờ sáng, tôi mới ra khỏi cửa. Cổng nhà đối diện đường lộ, phía trong có một kệ để giày. Tôi có thói quen mỗi sáng sớm trước khi đi làm, thường lau nhà sạch sẽ từ trong ra ngoài. Lúc lau đến cửa, thì tôi dựng cây lau qua một bên, lấy giày trên kệ thay xong thì lui ra và khóa cửa lại. Ngày nào cũng vậy. Hôm đó, tôi lau nhà vừa xong, đang chuẩn bị ra khỏi cửa, thì bên ngoài có người nhấn chuông. Tôi ra mở cổng, thấy một bà nhà quê ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, mỉm cười đứng trước cửa. Tôi hỏi: "Thưa, dì tìm ai ạ?" À? Bà cười nói: "Tìm cô đấy. Khuê nữ ơi, ta là dì con nè, không nhận ra hay sao?" Tôi nghi ngại nói: "Mẹ tôi không có chị em gái chi cả, nên tôi đâu có gì." Bà nhìn nhầm người rồi. Bà ta nói: "Ôi chao, người ở thành thị ngay cả bà con thân thích cũng quên hết ráo." Rồi bà có vẻ lúng túng, không biết làm sao nên định bỏ đi. Khi đó tôi thấy tội nghiệp, bèn kêu: "Dì ơi, dì có việc chi muốn nhờ con chăng? Nếu có thể giúp được con sẽ làm." Bà liền quay người lại nói: "Thế thì tốt rồi, nhưng mà nói ở đây hả? Thực tình tôi không muốn mời bà vào nhà. Vì thấy giày bà dính đầy bùn đất, mà nhà tôi thì vừa mới lau xong còn ướt. Nhưng đây là một bà lão, tôi không thể làm gì khác hơn. Bất đắc dĩ đành phải mời bà vào nhà." Khi ngồi xuống ghế sofa, tôi nghĩ thầm: "Lát nữa mình phải lau nhà lại thôi." Tôi hỏi: "Dì có chuyện chi cần xin hãy nói ra, xem con có thể giúp được chăng?" Bà mỉm cười nói: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là ta lên thành mua đồ, còn thiếu chút tiền, nên muốn tìm cô để mượn một ít." Tôi nghe vậy liền nói: "Không hề chi, con sẽ cho dì. Nhưng xin mời dì đến công ty lấy nha. Do nhà chúng con hay bị trộm vào, và chúng con đều đi làm cả, trong nhà lại không có ai. Vì vậy mà tiền bạc đều cất ở công ty, cách đây không xa lắm, đi 5 phút là tới." Tôi vừa nói vừa đưa tay kéo bà ra, do sợ trễ giờ làm. Nhưng bà lão không nhúc nhích, bà nói: "Không cần phải thế đâu, tôi chỉ mượn 30 đồng trong túi cô là đủ rồi." Vừa nói, bà vừa đưa tay chỉ vào túi bên phải của tôi. Tôi nói: "Dì à, trên mình con thì không có tiền." Tôi đáp và đưa tay sờ vào túi, bỗng phát hiện trong túi mình giống như là có tiền, liền rút ra xem. Quả nhiên có đúng 30 đồng. Trong lòng tôi cảm thấy kinh ngạc, nhưng do nông đi làm nên tôi vội kéo bà ra cửa, vừa nhét tiền vào tay bà vừa giải thích: "Con phải đi làm rồi, nếu không đủ thì bà đến công ty đồ chay tìm con mà lấy nghe." Bà nói: "Con gái à, con từ nhỏ đã tốt bụng, tương lai sẽ làm nên việc lớn đó." Tôi một tay mở cửa, tay kia dẫn bà ra, cúi đầu chào từ biệt: "Dì đi thông thả nghe." Rồi tôi đóng cổng lại. Nhưng khi gõ vào trong thì phát hiện 30 đồng mình vừa cho bà lão đang nằm trên kệ giày. Thật vô lý, làm sao có việc này được chứ? Bởi lúc tôi cho tiền thì đã kéo bà đi ngay ra cổng, đâu hề thấy bà lui vô tới gần kệ mà kịp để tiền. Tôi vội quay ra nhìn quanh tìm bà lão. Lúc này người đi đường thưa thớt, thời gian chỉ trong nháy mắt, nhưng không còn thấy bóng dáng bà đâu. Trong lòng quá thắc mắc, tôi liền quay vào nhà, thuận tay cầm cây lau định lau nhà. Nhưng tôi tròn mắt ngạc nhiên, vì nền nhà tuy vẫn còn ướt như cũ, song không hề thấy vết giày bùn của bà lão lưu lại. Lúc đó tôi bỗng sợ đến nổi óc, kinh hoảng đến toát mồ hôi đầm đìa. Bởi hồi nhỏ tôi thường nghe người lớn nói quỷ đi trên đất không lưu dấu chân. Còn nữa, vì sao bà biết trong túi tôi có tiền và nói ra đúng con số 30 đồng, trong khi ngay cả chính tôi còn không biết? Và tại sao tiền tôi đã đặt vào tay ngay lúc bà ra khỏi nhà rồi, vậy mà bà vẫn có thể bỏ lại trên kệ giày? Vì sao bà mới vừa ra cổng nhưng trong chớp mắt thì đã tìm không thấy? Tôi chạy một hơi tới công ty. Khi các bạn đồng nghiệp nhìn thấy tôi
đều ngạc nhiên hỏi: "Vì sao mặt giám đốc lại tái nhợt không còn chút máu như thế?" Họ đồng đoán rằng chắc nhà tôi vừa xảy ra chuyện lớn nên sớm nhau hỏi thăm. Tôi hấp tấp kể lại chuyện vừa xảy ra. Nhân viên thứ nhất nói: "Giám đốc ơi, bà đó nhất định là quỷ rồi, bởi vì quỷ sợ ánh nắng nên phải lo mà biến mất trước ban ngày. Vì bây giờ mặt trời lên đã hơn một tiếng rồi nên đâu còn thấy quỷ nữa." Người thứ hai thì bảo: "Bà ta bỏ tiền lại là không có ý lấy của hay hãm hại giám đốc gì." Người thứ ba lại nói: "Bà lão này nhất định là thần tiên, do quá khứ có duyên nên tìm đến điểm hóa cho chị đó." Nghe họ nói một hồi tôi bớt sợ, nhưng vẫn không dám về nhà một mình. Kể xong câu chuyện, cô nói: "Bây giờ xin ngài vui lòng giải đáp giúp tôi." Tôi mỉm cười bảo: "Chúc mừng gian giám đốc. Nhân viên thứ ba nói đúng, bà ấy đến điểm hóa cho cô. Tương lai sẽ làm nên việc lớn. Bà cũng thử xem cô có tâm từ bi và có lòng bố thí hay không." Cô hỏi tôi sẽ làm nên việc lớn gì à? Có phải công ty sản xuất đồ chai của tôi sẽ ngày càng phát chăng? Tôi đáp: "Không phải, nghĩa là sẽ có ngày cô làm nên việc lớn, hoằng pháp lợi sinh. Bà lão không là quỷ, cũng không phải tiên, mà chính là hóa thân Bồ Tát Quan Thế Âm." Cô nghe xong hết sức mừng rỡ. Tôi bảo cô: "Không nên âu lo, hãy dốc sức tu tập, chỉnh sửa lại tất cả tật tính khuyết điểm của mình, dùng tứ chủng thanh tịnh minh hối trong kinh Lăng Nghiêm làm kim chỉ nam, thường tự phản tỉnh, kiểm lỗi mình để sống không phạm sai lầm, ráng tô bồi phẩm hạnh cho ngày càng hoàn mỹ. Được vậy thì sẽ có nhiều người vây quanh cô quy hướng nương hợp." Cuộc điện đàm kết thúc trong vui vẻ. Sau này cô trích máu, chép kinh Địa Tạng và tứ chủng thanh tịnh minh hối, tu hành rất tinh tấn. Chư Phật Bồ Tát và các hộ pháp thiện thần lúc nào cũng chiếu cố chúng ta nếu chúng ta nỗ lực tu tốt. Tháng 11 năm 2003, tôi cùng chư sư và các cư sĩ đi tham bái đạo tràng Lục Tổ ở Nam Hoa Tự. Bỗng có một vị cư sĩ bị dấp té, suýt nữa thì làm hư tượng Lục Tổ cao gần 3 mét và đại thiền trượng nặng trăm cân, là vật trân quý nhất Phật môn. May có vị thần hộ pháp hóa hiện thân người âm thầm hộ trì, nhờ vậy mới biến nguy thành an. Vị Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân giáo hóa người vào thời kỳ đầu mới học Phật, tôi đã từng gặp qua. Ngài dùng đủ loại hình thức giúp chúng ta thành tựu đạo nghiệp. Chỉ có thực hành câu thấy tất cả đều là Bồ Tát, mình là phàm phu đầy đủ thì mới không phạm lỗi. Nếu không làm được vậy thì xem như thi chẳng đậu, sẽ phải xấu hổ đối với sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát. Phải biết trong số dâm nữ, quả phụ, đạo tặc đều có thể là hóa thân chư Phật Bồ Tát hoặc A-la-hán ở trong đó, đến để trui rèn giúp cho ta thành tựu. Ngay trên trời cũng có rất nhiều thần, mỗi vị giữ một chức, có trách nhiệm riêng, ai lo việc nấy. Những người ở thế gian tâm cực kỳ thanh tịnh cũng có thể giao lưu cùng họ. Như trong số chư thần, có thần ẩm thực. Đối với người trì giới, những người tu học Phật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, vị thần này sẽ đặc biệt hộ trì. Trong vô hình u ẩn, ông ngầm giúp cho việc làm cơm tăng thêm mỹ vị, khiến thức dùng trở nên rất ngon. Mong lấy đây làm trợ duyên, tăng thêm đạo tâm cho người học Phật. Đó là công đức mà ông muốn tạo ra. Những vị thần chủ quản về ẩm thực, ngay cả việc bạn hàng ngày ăn gì, không nên ăn gì, đến lúc nào bạn không có đồ ăn, họ sẽ dựa theo nhân đời trước của bạn gieo trồng mà sắp xếp an bài đâu ra đó. Trừ phi bạn tu hành tốt thì mới có thể chuyển biến thay đổi. Trong kinh Địa Tạng kể rất nhiều về các quỷ thần. Mỗi vị đều có chức trách và nhiệm vụ riêng, bất kể bạn tin hay không, họ vẫn tồn tại. Những người sát sinh ăn thịt, ngay lúc họ sinh con thì loài quỷ chuyên hút máu sẽ tìm đến ăn huyết dân. Thế nên khi sản phụ bị âm khí tấn công, tất nhiên sức khỏe phải suy, mắc nhiều bệnh. Trẻ sinh ra do bị âm khí nên trong vòng 3 tuổi hay mắc bệnh khó nuôi. Chưa kể là đang còn trong tháng mà gia đình lo giết gà mổ cá. Cho đây là thức ăn có đủ dinh dưỡng giúp tẩm bổ thân thể
mà họ hoàn toàn không biết rằng làm vậy chính là đang tạo ác, sẽ bắt nợ mạng vô lượng chúng sinh. Do không hiểu Phật Pháp, nên khi khởi tâm động niệm gì cũng đều là tội. Xin đừng hoài nghi câu văn nào trong Lương Hoàng Sám. Cũng đừng cho rằng những câu chuyện tôi kể ghi ra đây là bịa đặt. Xin cam đoan những gì tôi đã viết trong Báo Ứng Hiện Đời và trong cuốn sách này, mỗi chuyện đều là người thực, việc thực hẳn hoi. Sám văn: đại chúng đã biết chư thiên, thần dương luôn có ân đức che chở như vậy mà chúng sinh chưa từng nghĩ nhớ, phát tâm báo đáp ân đức ấy. Cổ nhân còn có thể xả thân chỉ vì nhớ ân một bữa cơm giúp họ no lòng. Huống chi chư thiên, chư thần, bát bộ thần dương, bát bộ thần tướng, đối với chúng sinh có ân đức nhiều như thế, có thể nói công đức ân huệ này rộng lớn vô bờ, không cùng tận. Chư Đại Bồ Tát thường tán thán: thiện tri thức là nhân duyên rất lớn, giúp ta tiến thẳng đến đạo tràng, nên dù tan xương nát thịt cũng có thể báo đáp lòng từ rộng lớn, thâm ân cao cả dường ấy. Giải thích: chúng ta tu theo Phật giáo là nguyện thành Phật đạo, từ địa ngục A Tỳ cũng có hóa thân Bồ Tát Địa Tạng Vương. Ngài dùng đủ phương tiện giáo hóa chúng sinh trong địa ngục thoát khổ. Trong địa ngục, kể cả hàng ngoại đạo cũng có hóa thân Đại Bồ Tát đến độ họ. Trong Phổ Môn Phẩm giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm dùng đủ hình tướng hóa độ. Thế nên đã là đệ tử Phật thì ta không nên tùy tiện phê bình các tôn giáo khác. Người chân chính học Phật cần phải có tâm khoan dung từ bi, xem tất cả bình đẳng, dung nạp tất cả chúng sinh không ngại. Bá tính bình dân Trung Quốc thường thờ ngũ đại tiên là hồ ly, chồn, rắn, chuột, nhím. Bọn chúng vốn thuộc tầng lớp súc sinh, nhưng người dân lại tôn là tiên và ưa thờ, còn thắp hương lễ bái chúng để cầu xin này nọ. Nhưng nếu xét theo lục đạo thì con người vốn ở trên cao hơn súc sinh, vì vậy ta không nên khấu đầu lại súc sinh cầu nó ban phúc. Bàn về khí công đồng bóng. Có người hỏi tôi, Phật giáo nêu lý nhân quả giúp người mê lầm thức tỉnh, sửa lỗi hướng thiện, đạt được mục đích cứu người rất tốt. Nhưng hiện nay có nhiều kẻ trị bệnh xuất hiện dưới dạng đồng bóng, khí công vân vân, cũng có thể giúp trị lành bệnh. Danh tiếng đồn gian thịnh hành một thời, mà những thầy khí công đồng bóng này có kẻ cũng nói chút ít về nhân quả. Vậy là thế nào? Tôi đáp, dùng lý nhân quả trị bệnh thân cho người chẳng phải là mục đích cứu cánh của Phật giáo. Đây chỉ là một thủ thuật, một phương tiện nhằm giúp người tin nhân quả thực sự có tồn tại. Nhờ vậy mà họ chịu tự giác kiểm điểm ngôn hành bản thân, nguyện đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Không những đời này có thể sống hạnh phúc, diễn ly tai họa, thậm chí phúc lìa đời có thể đạt đến thiện chung, giảng sinh về cõi lành hay cực lạc, vĩnh viễn thoát ly khổ hải. Một người hướng thiện có thể giúp nhiều người được lợi. Đông người hướng thiện có thể giúp giảm bớt tội phạm, tịnh hóa xã hội. Đây chính là lý tưởng cứu dân độ thế của Phật giáo. Còn hạng đồng cô bóng cậu có thể trị bệnh là sao? Do trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đã giảng rất rõ về 50 loại ma ngũ ấm, nên ở đây tôi chỉ giải thích sơ thôi. Phải biết những thầy khí công đồng bóng hay quỷ thần, họ cũng từ lục đạo luân hồi sinh ra. Vì thầy khí công chân chánh cũng có thể là từ cõi thiên chuyển sinh xuống dân gian, hoặc kiếp trước đã từng là một tu sĩ có công phu tốt, căn cơ cao và nhạy bén. Nên đời này khi họ đã tọa luyện công thì khả năng tiềm ẩn bỗng phát ra. Đặc điểm đã nhận diện những người này là họ sống chân thật, hết lòng vì người, biết thông cảm, trị bệnh thu phí hợp lý, chẳng dối lừa. Họ dùng chánh khí tu luyện của bản thân ép khí bệnh của người ra ngoài. Nhưng cũng có một số thầy tà giả mạo, họ mượn khí công trị bệnh nhằm mưu danh trục lợi kiếm sắc. Những người này tuy có thể chạm tay tới thì bệnh tiêu,
song họ rất thích mê hoặc người, thèm khát được trọng vọng lễ bái, cung phụng. Những hạng này rất dễ nhận ra vì bọn họ luôn tự thổi phồng, khoe khoang bản thân, đề cao tự ngã, còn dám cuồng ngôn vọng xưng mình là Phật, Bồ Tát, Đại Thánh. Quý vị phải phân biệt rõ điều này. Thực ra chư Phật Bồ Tát có thừa khả năng hóa hiện độ người, không bao giờ mượn thân xác phàm trần bất tịnh để gá vào. Nên tuyệt không có chuyện Phật Bồ Tát nhập vào xác phàm nào đó để trị bệnh. Chỉ có quỷ ma mới dối xưng mình là Phật Thánh Bồ Tát để gạt những người nhẹ dạ cả tin. Những thầy tà giả mạo này kiếp trước đều là ma dương, ma dân, ma nữ, đại lực quỷ thần, phi hành dạ xoa vân vân. Họ thuộc các loại ma trong kinh Lăng Nghiêm đã mô tả. Đa số bọn họ thích mượn danh Phật giáo mê hoặc chúng sinh. Họ giống như những lang băm chuyên bào chế buôn bán thuốc giả, nhưng có uy tín nổi danh hơn. Còn hạng đồng câu bóng cầu hay những kẻ tự xưng mình là đại tiên, đại thánh, đa số đều là tinh linh, yêu quỷ, tà nhân hoặc hồ ly linh xà đã chuyển sinh trong dân gian hoặc gá dựa vào thân người. Đặc biệt hạng này rất tham tài lợi cúng phẩm, ưa bày trò quyến hoặc, lòng giả thành chân. Những loại yêu ma kể trên, không tính kẻ giả mạo, đều có thể nói ra vài chuyện quá khứ vị lai, kể danh sách các bệnh hoạn trong thân nạn nhân và có thể phát công trị bệnh. Có lúc cũng đạt được hiệu quả, nên dễ mê hoặc làm điên đảo lòng người. Thế thì vì sao bọn họ có thể thành công, thu được hiệu quả? Đầu tiên phải giải thích vì sao thiên hạ bệnh. Đa số người mắc bệnh đều do lỗi sát sinh ăn thịt mà chiêu lấy bệnh hoạn hành thân. Do thân xác các loài vật bị người giết ăn, thần thức chúng không còn chỗ nương. Vì muốn phục thù nên chúng gá dựa vào xác thân cừu nhân hoặc sống vất dưỡng tại lò giết mổ. Nếu người ăn động vật này càng nhiều, tùy theo phúc đức họ mạnh yếu mà thần thức vật sẽ đeo bám gá trên thân họ nhiều ít. Thông thường thì chúng bám ngày càng đông, năng lượng xấu này tích tụ mỗi ngày một đấng, hình thành ổ bệnh, dần dần khiến người tạo ác cảm thấy bộ phận hay cơ quan nào đó trên thân mình đang cực kỳ khó chịu, đau đớn. Lúc này tất nhiên bệnh nhân cần chữa trị. Nếu trị lành thì đó là nhờ phúc báo đời trước bệnh nhân từng tích lũy mà được. Còn nếu ác nghiệp họ tạo đời này lớn hơn phúc báo hiện có, thì họ phải tiêu tốn rất nhiều tiền và ôm lấy thống khổ vì đang bị quan gia theo báo thù tính sổ. Nhưng do bệnh nhân không hiểu biết Phật Pháp, nên khi mắc bệnh, họ lại vội vàng dùng thịt loài vật tẩm bổ thêm, làm cho đây là dinh dưỡng cực tốt cho xác thân. Nào biết rằng mình đang đào thêm quan trái chất chồng. Cho nên, việc uống thuốc, chích tim, phẫu thuật chỉ là giải trừ thống khổ tạm thời. Sau đó sẽ có nhiều bệnh bộc phát tiếp theo, khiến người bệnh cảm thấy thuốc men vô hiệu, nên họ mới chuyển qua cầu thần xem bói. Phải biết, các đồng cô bóng cầu tự xưng là đại tiên, đại thánh kia, đa số đều là quỷ tà, tinh linh, loài vật gá dựa. Trong Lương Hoàng Sáng giảng, người có vật gá thì thân phát ra mùi động vật, bởi thần thức cùng thần thức tương thông. Khi các loài gà, vịt, bồ câu gá trên thân người để báo quán, mà gặp đồng cô bóng cầu có tướng tinh hồ ly, lang sói, gá dựa ra quy, thì chúng vừa nghe hơi là đã chạy trốn. Nếu hồn vật báo quán là các loài ếch thỏ bám trên thân người bệnh mà nhìn thấy thần thức rắn đang gá trên mình độc cô, thì chúng sẽ phát sợ bôn đào ngay. Có nghĩa là nếu những thần thức vật gá vào báo quán thuộc loài lớn hơn thì sẽ không bị cái đồng cô là loài nhỏ thua chúng dọa chạy. Chỉ khi nào người bệnh mời được những đại tiên tầm cỡ mang tướng tinh ác long sư tử hổ báo tới thì mới có thể đẩy lui chúng. Đây chính là vì sao người ta thường đánh giá thầy này công lực lớn, thầy kia công lực nhỏ. Cũng là đường lối trị bệnh của các thầy khí công, đồng cô, bóng cầu. Thêm một điều nữa, bạn cần phải biết, dù kẻ tự xưng đại danh y kia chỉ là thường nhân, chẳng phải đại tiên chi cả, thì họ cũng có thể tạm thời hù dọa bệnh chạy. Nhưng cừu gia sớm muộn gì cũng quay về lại. Chúng ẩn núp tại vùng bệnh hay di chuyển đến các bộ phận khác. Cũng có khi chúng tạm rời thân bạn 5-3 ngày hay 10 bữa nửa tháng chi đó, thậm chí còn chịu lìa bạn trong thời gian dài, rồi sẽ quay về tìm bạn tiếp. Chúng làm vậy để bạn không ngừng kiếm thầy giỏi,
tiêu cho hết tiền nhằm phá tận tài sản bạn. Đây chính là một kiểu báo quán phá trong nhiều chiêu trò của quan gia. Có lắm bệnh nhân phải chữa trị liên tục nhiều đợt, phải đem tiền, quà, lễ vật dâng thầy và đi khắp nơi đồn rao. Thầy này công lực giỏi lắm, vì ổng vừa giơ tay là tôi cảm thấy phát nhiệt, dễ chịu ngay. Thực ra bệnh nhân không hề nói dối, nhưng họ hoàn toàn chẳng biết rằng đây chỉ là chiến thuật ma mãnh của đám báo quán tung ra. Chúng đang chơi trò du kích, đùa bỡn họ. Nếu tôi giải thích tới đây mà bạn vẫn chưa hiểu, thì xin tạm ví dụ thế này. Giả như hồi trẻ tôi từng ăn hiếp, bắt nạt một hay nhiều đứa bé. Do chúng tuổi nhỏ sức yếu, không thể phản kháng nên ôm hận trong lòng. 20 năm sau tôi già đi, còn các bé này đã trưởng đại, thành người khỏe mạnh, cường tráng. Lúc này là dịp tốt để chúng tìm tôi báo thù. Ác báo của tôi liền hiện. Khi đó tôi sẽ tìm người mạnh hơn cầu cứu. Người mạnh này khi nhìn thấy đám trẻ xúm nhau bắt nạt một lão già, liền tung quyền cước đánh đuổi kẻ thù của tôi chạy đi. Nhưng người mạnh kia không thể nào cứ theo sát bên tôi mãi. Thế là cựu nhân của tôi được dịp quay trở lại báo quán tiếp. Hành hạ hay giết chết tôi là tùy chúng quyết định. Giả như tôi gặp một thiền tri thức hiểu chuyện, ông sẽ hỏi đám trẻ: vì sao xúm nhau ra đòn ức hiếp người già? Trong lúc đám trẻ giải thích nguyên nhân và tôi thừa nhận rồi, vì thiền tri thức này trước tiên sẽ phê bình tôi. Do hồi trẻ phạm tội ăn hiếp người nên bây giờ phải bị đập, bị hại. Đó chính là báo ứng nhân quả. Tiếp đến, ông giảng tôi nghe đạo lý làm người. Khi tôi hiểu rõ rồi thì ông khuyên tôi xin lỗi, nhận tội với đám trẻ, buộc tôi phải sám hối và tiến hành việc cứu chuộc, đền bù đối với những kẻ mình từng làm tổn hại. Như vậy đối phương chắc chắn sẽ tha thứ, không làm kẻ thù cùng tôi nữa. Những cừu gia tôi vừa ví dụ đó giống như những chúng sinh bị chúng ta giết ăn. Còn thiện tri thức chính là Phật Pháp. Bồi thường cứu chuộc tức là thành tâm sám hối, tụng kinh niệm Phật, siêu độ cho những chúng sinh bị giết hại. Những chuyện này tôi đã kể ra rất nhiều. Nhân đó tôi có thể bảo đảm, đoan chắc rằng chỉ cần quý vị hãy nhận ra lỗi là sửa liền, chịu tu tỉnh, ăn năn, nhất định sẽ thấy hiệu quả di diệu ngay. Song có điều cần giải thích rõ. Nếu quý vị vì muốn lành bệnh mà bất đắc dĩ phải niệm Phật tụng kinh, song không hề có chút tâm thành muốn sám hối, thì sẽ chẳng thu được kết quả tốt đâu. Bởi vì những quan gia trái chủ của bạn, một khi hồn lìa cõi xác và chuyển sang cảnh giới sống bằng thần thức, thì chúng đều có tha tâm thông. Nên bạn có thành tâm sám hối, có thực lòng ăn năn những lỗi đã phạm với họ hay không, họ đều biết, thấy rõ hết. Như tôi đã giải thích, do sát sinh mà bị bệnh, đây chỉ là một lỗi trong thập ác. Thế thì còn chính lỗi ác khác nữa cũng là nguyên nhân chiêu về bệnh khổ. Tôi chẳng cần kể lể hay nêu ra dông dài ra làm chi. Xin quý vị chịu khó xem kỹ Kinh Địa Tạng và Lương Hoàng Sám thì rõ. Tôi dám khẳng định, nếu đã minh bạch đạo lý trong kinh giảng, thì các vị chẳng cần đi tìm các bậc đại đức cao tăng hoặc người có thần thông để mà hỏi han lung tung hay cầu chữa trị làm chi nữa. Bởi Phật là Đại Y Dương, nên những gì Ngài thuyết giảng trong kinh đều là lương phương diệu dược, có thể chữa lành 84.000 chứng bệnh và phiền não của chúng sinh. Chỉ cần chúng ta chịu hành trì thì không gì mà không ứng nghiệm. Phật Pháp cũng chẳng có gì bí mật, chân tướng vũ trụ nhân sinh Phật đều giảng rõ trong kinh. Nhưng phần đông người ta lười biếng chẳng chịu xem, mà lại khoái tin vào những phù phép du thuật, đồng bóng thần thông bối quẻ. Vì cho đó là thần cơ diệu toán, kết quả họ chỉ tốn tiền phí sức mà chẳng thu được lợi ích thực sự nào. Lễ Phật Thế Atula và Thiện Thần. Giải thích: Atula là Phạn ngữ, có nghĩa là phi thiên, là loài tu phúc không tu đức, nam trong đức xấu, hung hãn hiếu chiến, tâm
tâm sân nặng, thân mặc giáp hộ vệ, nữ thì xinh đẹp nhưng tâm tật đố mạnh. Đó là giảng về Atula trên trời. Nhân gian cũng có Atula. Hễ nam nữ nào ưa đấu đá, nhiều tật đố, sân si thì đó là Atula. Ai ưa đem quân đi cướp tài sản nước khác thì chính là Atula ở nhân gian. Vị vua của quốc gia ưa đấu đá này chính là Atula Dương. Còn ai đối với các nước bị nguy nan luôn có tâm muốn giải cứu, giúp đỡ, trợ giúp vô vụ lợi thì vị lãnh đạo quốc gia đó là Đại Bồ Tát. Trong loài vật cũng có một số trâu, bò, gà đá, ngựa chứng, sài lang, hổ báo, nghĩa là những loài có tính hiếu chiến, tàn nhẫn, hung ác, thảy đều là Atula phúc tận bị đọa vào. Xem như chúng sinh trong lục đạo đều có đủ nơi nhân gian, cho nên người học Phật trước tiên phải tuân giữ quốc pháp để không sa vào nhà giam, vì lao ngục nhân gian chính là địa ngục trần gian. Người không làm ác, toàn làm lành, việc gì cũng nghĩ cho lợi ích của quốc gia, luôn đặt lợi ích nhân dân, quốc gia trên hết, thậm chí còn hy sinh thân mạng cho tất cả. Những vị này chính là Bồ Tát ở nhân gian. Trong Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ ghi, rồng thuộc loài súc sinh. Những người hay sân si nhưng có tạo phúc, chết rồi sinh làm rồng. Rồng có hai loại, pháp hành Long Dương và phi pháp hành Long Dương. Nếu gọi theo thế tục thì là ác long và thiện long. Rồng có rất nhiều loại. Ở trên đất hoặc trên không, chúng cư trú trong nước hay chỗ núi non xinh đẹp. Còn có Long Dương một đầu, hai đầu, thậm chí nhiều đầu. Long Dương không chân, hai chân, bốn chân hoặc nhiều chân. Còn có Đại Long Dương chuyên hộ trì Phật Pháp. Rồng trên trời là Thiên Long ưa hộ Pháp. Hải Long trụ ở Long Cung, nơi biển cai quản các loài thủy tộc. Còn có rồng chuyên làm mưa, rồng giữ kho báu vân vân. Vào thời cổ đại, rồng thường hiện hình trong nhân gian. Nhưng hiện nay do nhân loại quá hiếu sát, nên rồng luôn ẩn thân, dù chúng có thần thông. Nếu dùng thiên nhãn quan sát, sẽ thấy trên trời có Kim Long, Bạch Long, cũng có Hắc Long. Còn trong biển lớn thì có Thanh Long. Dung nhan rồng tùy thuộc vào phúc báo tu hành của nó. Đời trước đa số chúng đều là người tu, do lòng dâm hừng thịnh, tu không giữ giới nhưng còn phúc báo nên mang thân rồng. Nếu quá khứ chúng tu hành tốt thì sẽ mang thân kim sắc. Nếu có tâm kiêu mạn, nóng nảy, hiếu chiến thì mang thân màu xanh, lam, đen. Rồng rất ưa dâm dục, nhưng nếu gặp Phật Pháp thì cũng dũng mãnh tinh tấn tu. Nhưng đa số thường bốc đồng, sốc nổi, có tính đầu voi, đuôi chuột. Nghĩa là mới đầu thấy ồ ạt vậy đó, nhưng sau lại phai nhạt dần. Trong hàng rồng vàng, có loài đầu thai vào dân gian làm hoàng đế. Do tập khí đa dục, nên hãy thấy mỹ nữ thì rất ưa. Do vậy mà tam cung lục viện của vua chứa thê thiếp sụp. Từ sau Tần Thủy Hoàng cho đến vị vua cuối cùng Triều Thanh, đa số các ông vua thọ mệnh chẳng tới 30 tuổi, do bởi thói đa dục mà bị yểu mạn. Chết rồi thì sa vào địa ngục thọ khổ, phải ôm trụ đồng cháy đỏ, có độ nóng cao gấp ngàn vạn lần lò luyện thép. Do nghiệp lực nên tội nhân thấy trụ đồng đỏ lửa kia là mỹ nữ khỏa thân, nên hứng hở chạy tới ôm, lập tức bị trụ đồng thiêu cháy, đau đớn tột cùng và lìa đời. Rồi xảo phong thổi cho sống lại, họ lại thấy mỹ nữ, quên hẳn nỗi đau cũ, lại chạy tới ôm, rồi lại bị thiêu chết. Cứ thế họ phải diễn mãi hình phạt này, một ngày một đêm vạn lần chết đi sống lại, nhiều kiếp chưa ra khỏi. Nam nữ ở thế gian, những ai sống chẳng thủy chung, không giữ đạo vợ chồng, sống mà phóng túng tình dục, loạn dâm vân vân, sau khi chết rồi đều phải vào ngục này. Nữ thì thấy trụ đồng cháy đỏ là nam nhân tuấn tú khỏa thân, nam thì thấy trụ đồng là mỹ nữ lõa thể, nên thảy đều vui mừng chạy tới ôm, cứ thế mà bị chết thiêu. Các nam nhân loạn dục, đa dâm, loạn luân sẽ phải thọ mãi hình phạt này. Mặc dù rồng có thần thông, nhưng ta không nên ngưỡng mộ chúng. Bởi cho dù có là hạng thiên long thượng đẳng đi nữa, thì chúng cũng chỉ là súc sinh ở trên trời mà thôi. Hơn nữa, loài này cũng phải chịu đủ loài khổ báo. Ngài Hư Dân từng kể câu chuyện như sau. Thank you.
Long Dương cầu giới. Có một ông già râu tóc trắng như tuyết, diện mạo thanh kỳ, đi thẳng vào phương trượng, quỳ trước mặt tôi xin thọ giới. Tôi hỏi danh tánh, ông thưa họ Dương, người Nam Đại, tỉnh Mân, có giới tử Diệu Tông, cũng ở Nam Đại nhưng chưa từng gặp ông lão. Đến khi truyền Bồ Tát giới, cấp điệp đàn xong thì không thấy ông nữa. Lúc Diệu Tông về, đi ngang qua miếu thờ Long Dương ở Nam Đài, bỗng nhận ra bức tượng đang ngồi chiếm chệ chính là ông già thọ giới chung với mình. Điệp đàn còn nằm trong tay ông. Chuyện này được đồn gian làm chấn động cái vùng Nam Đài. Thiên hạ bàn tán đầm rĩ vì Long Dương cầu giới. Những loại rồng tu hành ưa làm thần hộ trì Phật Pháp, rất mến mộ kinh Phật. Vì vậy trong Long Cung có chứa vô lượng vô biên kinh Phật, xem ra còn nhiều hơn nhân gian. Thuở xưa Bồ Tát Long Thọ xuất gia xong, khi biên đọc kinh Phật, Ngài thấy còn nhiều thiếu sót. Sau đó Ngài được Long Dương thỉnh xuống Long Cung trong biển, thấy kinh Đại Thừa Phương Đẳng là diệu pháp vô lượng thâm áo, nên khi về đến Thiên Trúc rồi, Ngài bèn làm một cuộc đại xiển dương Phật Pháp, tu phục rất nhiều ngoại đạo. Các kinh Đại Thừa trong dân gian như kinh Hoa Nghiêm vân vân là được Ngài đem từ Long Cung về. Một người nếu chân chánh trì giới tu hành, nhất định sẽ được Long Dương Bát Bộ thần chúng hộ trì bảo vệ. Lúc Ngài tuyên hóa ở Đông Bắc, từng thu 10 con rồng làm đệ tử. Trước đó do đồ đệ Ngài là Quả Thuấn xây đạo tràng tu gần miếu Long Dương, Ngài khánh thành bèn thỉnh đại sư tới. Hôm đó có 10 con rồng hiện hình người tới xin quy y. Lúc này Đông Bắc đang bị hạn, nên Ngài tuyên hóa ra điều kiện, nếu rồng chịu làm mưa thì sẽ cho quy y. Hôm sau ngày thứ hai, quả nhiên trời giáng mưa trừ hạn. Ngày thứ ba thì 10 con rồng được chính thức quy y, đồng có chung pháp danh cấp tu. Từ đó về sau, hãy Ngài tuyên hóa đi tới đâu thì quyến thuộc rồng đều cung cấp nước cho Ngài xài đầy đủ, không bao giờ để Ngài bị thiếu và không hề xa lìa Ngài. Rồng hộ pháp chưa phải là Phật, Bồ Tát hay Thánh Hiền, nên vẫn còn tâm tham sân si, rất phân biệt và chấp trước. Nếu thấy người tu không đàng hoàng thì sẽ nổi lôi đình, sinh tâm sân giận và ra tay trừng trị. Có một nữ sĩ tại đạo tràng bên Mỹ, tuổi hơn 40, bỗng bị bệnh mắt, chẳng bao lâu thì mù. Cô hỏi Quả Lâm nguyên nhân là do đâu. Quả Lâm hỏi: cô hay ăn mắt dê, bò, cá, gà, vịt, nghĩa là rất ưa ăn mắt loài vật, có phải vậy không? Đúng thế, vì ba tôi nói thì lực con quá kém, cần phải ăn nhiều mắt loại vật. Quả Lâm lại hỏi, lúc cô tức giận gây cãi cùng chồng, có phải thường hay nói, tôi đúng là mắt mù nên mới lấy loài người như anh. Cô nghe vậy, rơi nước mắt bảo, lúc đó thầy tôi giận quá nên mới nói như thế, chứ chẳng phải là thật lòng. Chỉ nói như vậy mà cũng bị báo ứng hay sao? Lời nói dù thốt ra tùy tiện cũng phát xuất từ tâm mà. Hơn nữa nội dung chứa đầy ác ý, xúc phạm, gây tổn thương người. Mỗi lần cãi nhau xong, dù làm lành rồi, có phải cô vẫn chưa từng hướng về chồng xin lỗi hoặc thú nhận mình sai bằng mấy câu tạ lỗi như em thật không đúng, xin anh tha thứ. Cô gật đầu. Quả Lâm nói, nếu như do cô tức giận mà nói bậy rồi sau đó biết ăn năn sám lỗi thì tội này không đến nỗi nặng nề như thế, và có lẽ không đến mức giờ đây phải bị mất ánh sáng. Cô hỏi, vậy mắt tôi còn có thể hồi phục chăng? Điều này phải xem cô có thật sự chân thành sám hối hay chăng. Chẳng phải cô vẫn còn ăn thịt chúng sinh hay sao? Cô nói, nhưng tôi ăn tam tịnh nhục mà. Quả Lâm bảo, đây chỉ là phương tiện, Phật tạm hóa độ người sơ cơ, chưa thể ngay trong một lần giết trừ ăn mặn được. Nhưng thực tế thì ăn thịt chính là sát sinh. Cái quan niệm ăn gì bổ nấy chính là tà thuyết cực kỳ sai lầm. Nếu muốn mắt sáng lại, cần phải dứt tuyệt đồ mặn, bao gồm cả trứng, và nguyện ăn chay trường. Nếu cô hiểu được loài vật bị giết ăn đau đớn thống khổ thế nào, thì phải lo mà phóng sinh cho nhiều vào. Tụng kinh niệm Phật không phải để cầu mạnh khỏe cho mình, bởi vì bị mù là quả báo tội lỗi của cô. Phải vì những chúng sinh cô ăn giết mà niệm Phật, tụng kinh giúp chúng lìa khổ được vui.
Nếu chúng được cầu siêu, mở lòng tha thứ cho cô và chuyển sinh vào thiện đạo rồi, thì tự nhiên thị lực cô sẽ phục hồi. Nhãn căn cô vốn không bị hư, chỉ là do nghiệp lực ngăn che thị lực mà thôi. Cô vui mừng tiếp thọ. Bất kể bạn tin Phật hay không, dù là người xuất gia hay thế tục, thì nhân quả báo ứng không sai mảy may, như bóng theo hình. Cho nên chúng ta thờ Phật không những miệng thường niệm Phật, mà cần phải chú trọng đến tâm ý. Nghĩa là trong tâm lúc nào cũng phải có Phật. Vậy mới là quản tâm giỏi, không để nó chạy bậy. Mỗi một niệm trong tâm đều phải tương ưng cùng tri kiến Phật, vì chữ Phật là giác ngộ. Phật dạy thế nào, hãy làm theo thế ấy, bởi minh lý không nên làm sai. Nhưng ngoài những lúc niệm Phật ra, vẫn phải luôn tu, nghĩa là mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ tâm, chẳng khởi tà niệm. Mà chẳng giấy tà niệm tức là Phật niệm. Minh bạch đạo lý này rồi thì tinh tấn trì giới tu hành, niệm niệm giác ngộ, ngôn hành đúng pháp, tức là khai ngộ. Khai ngộ không phải khai mở thiên nhãn thiên nhĩ, mà chỉ là khởi đầu từ chẳng tin Phật thành tin Phật. Đây là tầng khai ngộ đầu tiên. Tiếp theo bắt đầu phát nguyện giữ giới, đó là tầng khai ngộ thứ hai. Tiến đến chiều tu lục đồ vạn hạnh là tầng khai ngộ thứ ba. Cho tới chứng sơ quả, nhị quả, tứ quả, thậm chí đạt nhất địa, thập địa Bồ Tát, cho đến thành Phật, tính ra có vô số tầng khai ngộ. Ác do tâm khởi, thiện từ tâm sinh. Nếu không khiến tâm dừng ác hướng thiện, không nhiếp phục được tâm, thì dù có tu pháp gì, có bái ai làm thầy, cũng không ra khỏi tam giới. Sám văn. Ngài Mục Liên thấy một kẻ có cái lưỡi rất to dài bị đóng đinh, bị lửa đốt cháy hừng hực, chịu khổ suốt ngày đêm. Bèn hỏi Phật: "Y tội gì mà chịu khổ như vậy?" Phật đáp: "Người này xưa kia là chủ chùa, đối với các thầy tỳ kheo, dù là thường trú hay khách, ông đều mắng nhiếc xua đuổi, không cho ăn uống, không chia đồ cúng dường bình đẳng. Vì nhân ấy nên bị như vậy." Giải thích: tính chúng cúng chùa bất kỳ vật gì đều là cúng cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Dù là tăng thường trú hay khách đến thì vẫn là tu sĩ, đều có quyền thọ dụng của cúng dường. Nếu xử tệ sẽ bị quả báo đáng sợ. Sám văn. Có một con cá lớn có trăm đầu bị sa vào lưới. Thế Tôn thấy vậy bèn dập định, từ tâm tam muội gọi con cá kia. Cá liền ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi cá: "Mẹ ngươi ở đâu?" "Mẹ tôi làm con dòi trong nhà xí." Phật bảo các vị kheo: "Lúc Phật Ca Diếp ra đời, con cá lớn này làm vị tam tạng. Tỳ kheo do ác khẩu nên bị quả báo nhiều đầu. Còn mẹ ông do thọ hưởng lợi dưỡng do ông chu cấp nên bị đọa làm con dòi trong cầu tiêu." Phật giải thích: "Mắc phải báo này là do tội ác khẩu, nói lời thô, bịa đặt đâm thọc, làm cho hai bên tranh đấu hỗn loạn. Sau khi chết rồi thì vào địa ngục, bị quỷ sứ đung đỏ khí cụ hành hình để ủi cái lưỡi người có tội. Rồi đung đốt đỏ rực cái móc sắt. Móc này có ba mũi nhọn bén như dao. Dùng đoạn lưỡi của tội nhân và kéo dài lưỡi ra cho trâu cày. Quỷ còn đốt đỏ chài sắt vọng vào yết hầu. Trải qua ngàn vạn kiếp, đền tội xong mới ra khỏi địa ngục, sinh làm loài chim. Nếu ác khẩu mạng người, tương lai sẽ bị quả báo có nhiều đầu như rắn hai đầu, dê hai đầu, vân vân." Giải thích: "Dù tinh thông tam tạng, nhưng nếu phạm lỗi ác khẩu thì cũng xem là không giữ giới luật. Mà không giữ giới thì chẳng phải đệ tử Phật, chỉ là kẻ mượn danh Phật sống bôi nhọ đạo pháp. Tội này lớn không thể nghĩ, bởi một hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, ăn mà không tu thì phải mang lông đội sừng đền trả. Thế nên bản thân vị này đã thọ nhận của tính thí nang tiêu, lại còn đem vật chất thuộc của Tam Bảo về cung cấp nuôi dưỡng mẫu thân. Vậy làm sao mà tiêu được hết? Vì vậy mẫu thân ông chết rồi phải làm dòi trong nhà xí, thực rất đáng thương. Đây là lời Phật, ai dám không tin?" Theo như tôi biết, hiện tại có những người xuất gia tự tiện đem tài vật của chùa về nhà làm của riêng, thậm chí mỗi tháng
đều chuyển tiền về tư gia, tự biến của Tam Bảo thành tài sản riêng nhà mình. Nếu không mau sám hối sửa lỗi, tương lai ác báo họ phải thọ có thể đoán biết được. Phật nói những người thốt lời thô lỗ, ác ngôn xú ngữ, thêu dệt, ưa đơm đặt chuyện thị phi, chết rồi phải vào địa ngục thọ báo. Chúng ta thường phạm lỗi ác khẩu đâm thọc, nếu không nhanh chóng sám hối còn đợi đến bao giờ? Những câu chửi thề thô tục đầy ác ý dơ bẩn tuyệt không nên thốt ra từ miệng mình. Người mà miệng nói lời xú quế hay mắng người dễ bị bệnh miệng lưỡi lở loét, nghĩa là những chứng bệnh liên quan đến khẩu nghiệp. Những ai mắc bệnh này chữa mãi không lành có thể đến trước Phật phát nguyện: từ nay về sau con thề giết tuyệt, không ác khẩu hại người, và tụng ba bộ kinh Địa Tạng thì lành. Hàng ngày nên uống ba chén nước chú Đại Bi sẽ hồi phục rất nhanh. Nhưng từ đây về sau tuyệt đối không được mắng người, phải luôn giữ khẩu đức. Nếu phạm tội ác khẩu hay nói chữ tục tiểu sẽ bị bướu cổ, bướu miệng. Chúng ta đã nghe kinh dài, hiểu cách lìa khổ được vui. Nếu không mau sửa lỗi ăn năn, còn đợi khi nào? Phật nhắc nhở, mỗi ngày trôi qua, mạng sống tổn giảm như cá ít nước, nào có gì vui, nên phải tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Trước đây, Phật từng tiên đoán, vào thời mạt Pháp, tà thuyết hoành hành, sẽ có nhiều người xúm nhau công kích lý nhân quả Phật thuyết. Trong đây có cả những vị thuộc nội bộ Phật giáo. Họ có thể là giảng sư, học vấn cao, nhưng lại tự ý chế đặt lý luận theo chủ kiến riêng, lập thuyết bội ngược với giáo lý Phật, và còn trích dẫn kinh điển do họ khảo chứng để chỉ trích Phật giáo và công khai tuyên bố rằng kinh A-di-đà, kinh Địa Tạng và các kinh điển Tịnh Độ Mật Tông thảy đều là ngụy kinh. Khi họ lập luận tuyên bố như thế, chính là tự tạo tội vào địa ngục cắt lưỡi, sẽ thọ khổ vô cùng. Sám dân, tội phước tuy khác nhau nhưng cũng phải đợi kỳ trả báo. Mong mọi người đều sáng suốt, tin và không sinh tâm nghi. Giải thích: từ vô thỉ đến nay, chúng ta ở trong tam giới, tâm tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, hưng thịnh khó điều phục. Thế nên vừa ra khỏi thai trâu, bò, lừa thì vào bụng ngựa, xuống địa ngục chẳng biết bao nhiêu lần. Đời này không biết lỗi xưa, quên sạch những khổ đau từng chịu trong ác đạo. Phật giảng đủ loại cảnh trạng trong địa ngục ra, khiến người nghe kinh tâm tán đởm. Chẳng ai chịu nghĩ đến giây phút vong thân mình sẽ như thế nào. Phàm phu ngu si sống tại nhân gian, trong khổ cho là vui, nào chịu tin địa ngục là có thực? Mà trên đời nào có ai đi địa ngục tận mắt chứng kiến cảnh chúng sinh thọ khổ ở đó rồi về nhân gian kể cho nhau nghe đâu. Mà dù có người nói, giảng hay kể ra thì phàm phu cũng không thể tin, bởi họ nói phải tận mắt chứng kiến mới nhìn nhận đấy là có thực. Vậy có lục đạo hay không? Từ mấy ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã tả cảnh địa ngục với đủ loại khổ hình. Rốt cuộc thì có hay không? Trước tiên, ta chẳng cần quản đến, mà hãy chú ý đến cảnh thế gian trước đã. Ai từng vào bệnh viện cũng đều biết thảm cảnh khổ đau, rên la, kêu gào. Còn trong phòng phẫu thuật, có người đang bị cắt mổ, thay đổi bộ phận nào đó. Kẻ bị axit hại khuyết tay chân, thêu rụi mặt mày. Đây chẳng phải là địa ngục nhân gian hay sao? Vào chốn này, không những bị thu phí rất cao, mà có nhiều nơi còn phải o bế, lo thủ sẵn phong bì hậu hĩnh để biếu tặng các vị chủ mổ, chủ sự, chủ hộ lý. Nếu không sẽ bị khổ nhiều vì bệnh hành, thậm chí sẽ mất mạng. Những người thọ tội này, họ hoàn toàn chẳng biết đây là quả báo do ác nghiệp sát sinh ăn thịt mà ra. Nhìn theo lý nhân quả, thì bệnh phải mổ xẻ, tốn tiền, cũng là nghiệp. Nhưng bởi do không hiểu Phật Pháp,
đến lúc ẩm thực, thân nhân lại tiếp tục đem đến nào là thịt quay, gà rán, cá hầm, vân vân để cho họ tạo nghiệp tiếp. Bởi vì do muốn dùng thay loài vật tẩm bổ xác thân mình, nên họ không biết lúc nào thân thể sẽ được an. Khi mà một dòng ác nghiệp mới tạo lại bắt đầu, rồi thì chẳng bao lâu có thể họ sẽ tiếp tục vào phòng mổ nữa để bị cắt xẻ, chẩn trị, và có thể cũng không còn cơ hội quay về nhà, bởi không ai dám bảo đảm chuyện này. Chẳng phải trước khi mổ, bác sĩ luôn buộc người nhà phải viết giấy cam kết hay sao? Do không tin nhân quả, nên họ thật đáng thương và cũng không biết làm sao để thoát khổ. Tôi dùng loài heo trong cõi súc sinh để thí dụ. Heo sống trong chuồng hiện đại quá rất ít. Đa số chúng được công dân nuôi trong chuồng thô sơ, cho ăn cám bã hư thiêu. Thậm chí, lúc heo kiếm ăn cũng vẫn ăn đồ cặn bã. Còn gì tranh ăn mà cắn xé nhau. Và trong lúc ăn uống, nó còn phát ra âm thanh ột ột, lộ vẻ say sưa ngây ngất, tâm mãn ý thỏa. Ăn no rồi thì nằm tại chỗ dơ, bài tiết trong chuồng mà ngủ say. Giống như đang ở nơi sướng khoái, vô tư lự, thanh bình, an vui. Đến khi thức dậy, heo đực, heo cái còn lao vào luyến ái, bận rộn gieo giống, sinh sản, truyền tông nối dõi. Heo không biết lúc nào mình chết đi và cách chết ra sao, càng không biết chết rồi thân thể, thịt da máu huyết, nội tạng đều bị con người biến thành thức ăn ngon. Heo sống trong trại nuôi hiện đại quá, dù sinh hoạt tương đối được cải thiện, nhưng thực tế vẫn rất đáng thương, vì chỉ sống tạm trong thời gian ngắn, còn bị dưỡng nuôi bằng hóa chất và kích thích tố, khiến thân chống trưởng thành, phát dục mau, chỉ trong mấy tháng là bị đưa đến lò mổ. Đối với những loài vật bị giết, chẳng phải lò mổ, và nhà bếp của người ăn mặn rất giống với cảnh địa ngục Phật vừa mô tả hay sao? Bạn đừng nghĩ đến loài vật chết rồi sẽ hết thống khổ. Phải hiểu rằng, sau khi bị giết, thần thức nó vẫn còn đeo theo thi thể, lưu luyến hình hài, bởi nó cũng chấp. Đây chính là thân nó mà. Vì vậy, khi chúng ta đem xác nó cắt, xẻ, băm, chặt, nghĩa là nó nếm mùi vào núi đao xong thì phải vào chảo dầu, đau đớn tột cùng. Lúc ấy nó cắn răng ôm căm hờn, nhưng lại vô năng bất lực, không thể phản kháng. Xét ra mức độ thống khổ của thần thức nó phải chịu còn mãnh liệt hơn cơn đau thân xác rất nhiều. Kho thịt nướng cá cho thỏa thèm, nào biết vật chết không cam tâm, hồn sẽ gá vào trên thân bạn, sớm muộn gì cũng đòi nợ thôi. Ngày 17 tháng 4 năm 2007, Thời báo Sinh mệnh nổi tiếng trong nước đã đăng hàng tiết phong trào ăn chay hưng khởi toàn cầu. Do các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng thuộc Đại học Mỹ Quốc biên giải như sau. Nếu lấy loài vật làm thức ăn, sẽ phát sinh các bệnh mãn tính như béo phì, tim, ung bướu, vân vân. Còn ăn thực vật thì sẽ rất mạnh khỏe, còn có được khả năng đề kháng, ngăn ngừa và khống chế bệnh tật. Suy ra, ăn chay chính là ẩm thực lựa chọn đúng đắn nhất của nhân loại. Hãy quan sát các loài bò, dê, chim. Chúng dùng thức ăn là thảo mộc. Nói theo quan niệm dinh dưỡng của con người thì quá đơn giản và thiếu chất bổ. Thế nhưng, chúng vẫn có thể lớn mạnh, cường tráng. Trừ gặp phải ôn dịch hay bị người giết ra, hầu như chúng không có bệnh gì. Mấy năm trước, các báo đăng bò Anh Quốc bị điên, chẳng phải nguyên nhân là do thức chăn nuôi chúng bị trộn bột thịt nên mới dẫn đến thảm cảnh này hay sao? Lại nữa, con người và bò, dê, ngựa, vân vân, răng đều bằng so với loài ăn thịt như hổ, báo, sói lang, hoàn toàn khác. Hai từ thức ăn, chữ Hán đều có bộ thảo trên đầu là biểu trưng cho thực vật.
người ta ưa nên mới xếp chúng vào hàng thức ăn. Nhưng chúng ta lại cho thảo mộc là không đủ dinh dưỡng. Vậy mà chúng có thể nuôi trâu, bò, ngựa, vân vân, sống mạnh khỏe. Con người chúng ta tự hào là thông minh. Sao không thử động não, ngẫm suy vấn đề này? Hãy nghĩ xem, trong y viện, những người vào đó bị phẫu thuật, có bao nhiêu người ăn chay? Có phải do số người này vì ăn chay mà bị bệnh chăng? Tại sao người ăn thịt xem như có đầy đủ dinh dưỡng lại thường bị bệnh nặng? Nhìn xem, loài heo sống trong hoàn cảnh tệ lậu, ăn toàn đồ dơ cặn bã, chúng không cho là khổ mà còn yêu đời hoan hỷ. Số phận chúng bao giờ chết tùy thuộc vào quyết định của chủ nhân. Còn chúng ta ăn thịt không phải là dùng thi thể động vật tanh hôi hay sao? Ta ướp vào đó các chất gia vị để che lấp mùi tanh thúi, hồng biến thi thể thành mỹ vị. Người chết rồi, thân xác gọi là thi thể. Thế, bò, dê, heo, chó, gà, vịt, vân vân. Chết rồi, không phải cũng là thi thể hay sao? Thịt chúng và thịt người có gì khác nhau? Đều là thịt thay chết. Lẽ nào không phải như thế? Bởi thân con người cũng giống như vật, đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đều có ngũ tạng, lục phủ, đều có nỗi niềm tham sống sợ chết hệt nhau. Chỉ vì thọ quả báo bất đồng nên hình thể, ngôn ngữ khác nhau thôi. Nhưng nếu khuyên người hãy dứt sát sanh ăn chay, quả thật khó như lên trời. Dù là người rất thông minh cũng chẳng biết lúc nào mình sẽ chết. Thật ra con người ta thường thọ hay đoản mệnh, sống hạnh phúc hay đau khổ đều có quan hệ trực tiếp đến chuyện giết chóc, ăn thịt chúng sinh. Những người ăn thịt hằng ngày đời sống họ như ở trong nhà lửa mà họ không biết. Bởi vì hằng ngày khẩu phần họ toàn tăng thêm nhiều thần thức những chúng sinh bị giết ăn, nên âm hồn chúng cứ quẩn quanh đeo quấn lấy họ, chờ dịp báo oán. Thậm chí chúng còn gá nhập vào trong thân thể, khiến họ thường sinh bệnh, nổi cáo, phát khùng. Họ giống như kẻ ở trong căn nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn chẳng biết chạy thoát ra. Vậy có đáng thương, đáng lo hay không? Những lời tôi nói đây quá lạ, quá khó tin và khó tiếp thu. Nhưng tôi vẫn mong các độc giả có thể đích thân tự thực nghiệm một lần. Vì những gì Phật Thích Ca tuyên giảng, mỗi câu đều là chân lý, trong thực tế đã được biết bao người thể nghiệm. Nếu không ngại, xin bạn hãy thử bỏ mặn, ăn chay một lần xem. Chỉ ăn khoảng 15 ngày thôi, tôi chẳng dám nói một tháng vì sợ bạn không kiên trì thực hiện nổi. Còn nữa, trong thời gian bạn ăn chay đó, hằng ngày nên ráng tụng một bộ kinh Địa Tạng, cầu cho những con vật bạn đã từng ăn, giết qua. Lúc tụng kinh, nếu tâm tán loạn thì phải kéo về ngay, lo nhiếp tâm trì tụng. Nếu làm được như thế, nhất định sẽ thấy hiệu quả. Bạn sẽ lìa khổ được vui, giống như dựng sào là thấy bóng liền, vì tất cả do tâm tạo. Nếu tâm chí thành, có lẽ vừa tụng một bộ kinh là bạn đã thấy có cảm hứng. Song nếu lúc tụng kinh bạn không thể khắc phục tâm tán loạn, thì trong nửa tháng, dù không thấy có kết quả rõ ràng, nhưng bạn đã cùng Phật kết thiện duyên thâm sâu. Lâu ngày, ắt bạn sẽ thể hội được điều hay và không còn bị bất kỳ tổn hại nào. Bất kể là niệm Phật hay tụng kinh, chỉ cần bạn hành trì, thì công phu xem như không luống uổng, phút kia chẳng hề tiêu mất. Sám văn. Phật bảo A Nan, nếu chúng sinh nào giết cha hại mẹ, làm nhục sáu dòng bà con, người ấy sau khi mạng chung vào địa ngục vô gián chịu đủ thống khổ. Giải thích. Trong nhiều kinh Phật thuyết đều xếp tội giết cha mẹ là hàng đầu trong ngũ nghịch,
đủ chứng minh tầm quan trọng của tính hiếu thuận. Có thể nói thế này, nếu như không hiếu thuận thường khiến cha mẹ tức giận, chưa kể đến việc ngược đãi, đánh mắng, giết hại cha mẹ, thì người này có thể gặp tai họa bất ngờ. Toi mạng ngoài ý muốn, đây chính là tai họa thiên địa sát báo. Cho nên, người muốn học Phật, trước phải học làm người. Muốn làm người, trước phải hiếu thuận cha mẹ. Kết hôn rồi thì phải hiếu thuận cha mẹ đôi bên. Không hiếu thì cho dù bạn niệm Phật có được trời trải qua tán thán, cũng khó thể xuất tam giới. Làm người phải chánh, làm con phải hiếu. Làm học sinh phải siêng năng, làm nữ hay nam đều phải đoan chính, an định. Hành được bốn điểm này, cả đời bạn sẽ tâm muốn diệt thành. Sám văn. Lại có chúng sinh phá cấm giới của Phật, phỉ báng tam bảo, ôm tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ bát nhã, khinh chê mười phương Phật, trộm cắp của pháp, uổng ăn của tín thí, làm việc ô uế dâm tà bất tịnh, không hổ thẹn, quỷ nhục bà con, tạo nhiều điều ác. Người ấy khi sắp lâm chung, bị báo phong đao xẻ thân, nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập. Những kẻ này đọa vào địa ngục A Tỳ 8 vạn 4 ngàn đại kiếp. Người phạm lỗi quỷ bán các kinh đại thừa, tạo đủ tội ngũ nghịch, phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành, sẽ phải chịu đủ hình phạt nặng nề. Giải thích: kẻ phá hoại giới luật, không tu hành tốt, uổng thọ của tín thí cúng dường, kẻ dùng tà kiến phỉ báng chánh pháp, không hiểu nhân quả, truyền dạy sai khiến người mất đi cơ hội học kinh Phật khai mở trí tuệ, kẻ phá hoại Phật, pháp, tăng, trộm kinh, pháp vật của Phật giáo, kẻ tạo đủ hạnh bất tịnh ô uế, không ăn năn xấu hổ, thảy đều sẽ vào địa ngục vô gián thọ khổ. Tôi xin kể câu chuyện có thực, xảy ra vào năm 2003. Mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người chứng kiến và biết rất rõ việc này, nhưng tôi vẫn xin giấu đi tên họ, địa điểm, chỉ dùng quá danh thôi. Tôi kể câu chuyện này để mọi người cảnh giác. Nếu đã làm thầy thì không nên hướng dẫn sai.